Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phước Trung long trọng tổ chức lễ viếng đền thờ liệt sĩ phường và họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Phường Phước Trung có 152 đối tượng chính sách, trong đó có 60 đối tượng đang hưởng ưu đãi hàng tháng. Trong những năm qua, phường Phước Trung luôn thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, phường đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà 26 đối tượng chính sách với tổng kinh phí 34 triệu đồng. Tặng 75 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng tiền mặt cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.